Quý vị các bạn nhé, hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái chương trình lễ hội Festival Ánh Sáng lần đầu tiên tại Phủ Lý nhé, tỉnh Hà Nam. Thì bây giờ mình đang đứng cổng lễ hội ánh sáng mang tầm quốc tế. Thì ngày 23 tháng 5 này thì sẽ là chính thức là 19 giờ sẽ tổ chức khai mạc. Còn hôm nay thì đang có chương trình chuẩn bị thì mình quay cho các bạn xem. Thì đến hôm đó thì các bạn đến và tham dự chương trình rất là đẹp nhé. Đây, mọi người đang chuẩn bị đây. Đây là mới chuẩn bị bước đầu tiên sơ qua nhé. Thì mình sẽ một ngày mình sẽ quay thường xuyên để các bạn theo dõi xem cái sự chuẩn bị của chương trình như thế nào nhé. Sân vận động thành phố Phủ Lý thì bây giờ đang là rất là bình thường, thì khoảng tầm vài ngày nữa thì khi khu này rất là đẹp vì chương trình này là lễ hội ánh sáng nhé. Đó, các anh đang chuẩn bị. Đây các bạn nhé, trời nắng nhưng mà các anh đang chuẩn bị để hoàn thành cái chương trình lễ hội. Bây giờ thì nhìn rất hoang sơ lúc đầu nhé, nhưng mà khoảng tầm 2 ngày nữa thì chỗ này rất là lung linh luôn. Đây là cái đường này thì buổi tối thì các cái đèn led sẽ được trưng bày ở chỗ này thì treo lên và các cái ánh sáng rất là đẹp. Đó. Đây là cái đường, gọi là cái đường để mình đi vào để tham quan đó. Đây các bạn nhé. Cánh hoa bằng đèn led nhé. Đó. Khi mà mình làm hoa xong hoàn thiện thì sắp sáng lên rất là đẹp này. Đây chưa xong nên là đang còn là ngổn ngang đó. Khi nào mà mình xong rồi rất là đẹp. Đây các bạn nhá, những cái khung hình trái tim đấy bằng đèn led rất là đẹp nhỉ. Đó. Đây là đôi giày bằng đèn led. Đó. Tôi có các anh trên kia đang làm đó. Bây giờ trời rất là nắng nhé, mình review tận đây thôi thì mình sẽ cập nhật hàng ngày cho các bạn theo dõi nhé. Thì đúng 19 giờ ngày 23 tháng 5 là lễ hội sẽ bắt đầu nhé.